Trong loạt phim này, chúng ta khám phá thế giới của những bí ẩn và bí ẩn đáng kinh ngạc, đồng thời đi sâu vào 10 chủ đề có thể cung cấp bằng chứng cho thấy các dạng sống ngoài trái đất đã từng ghé thăm hành tinh này. Những sự mất tích bí ẩn. Những vụ mất tích bí ẩn của máy bay, tàu thủy và phi hành đoàn từ những con tàu thế kỷ thứ 19 cho đến chuyến bay Boeing của Malaysia gần đây đã khiến nhân loại bối rối trong nhiều thế kỷ. Liệu có thể nào một sức mạnh công nghệ bên ngoài tiên tiến hơn nhiều so với công nghệ của chúng ta đã làm những việc này? Các phi công đã không nói lên lời khi họ cố gắng truy đuổi một vật thể bay không xác định UFO có khả năng cơ động mà ngay cả những máy bay chiến đấu tiên tiến nhất cũng không thể sánh được. Nhưng tất cả chúng ta đều đã nghe nói về những vụ mất tích bí ẩn xảy ra ở Bermuda, hay còn gọi là Tam Giác Quỷ. Những vụ mất tích đã xảy ra thường xuyên trong lịch sử của chúng ta và đã được ghi chép đầy đủ. Chuyến bay số 19 của Không quân Mỹ vào năm 1945 có lẽ là trường hợp nổi tiếng nhất trong lịch sử các vụ mất tích máy bay. Không chỉ một chiếc máy bay biến mất, mà cả 5 máy bay ném bom TBM Avenger cùng lúc biến mất. Năm 1974, một radar quân sự gần Calgary đã phát hiện ra 3 vật thể bay không xác định đang dần tiếp cận lãnh thổ. Một máy bay chiến đấu của lực lượng không quân Mỹ USAF đã truy đuổi chúng. Tuy nhiên, liên lạc giữa phi công và căn cứ bị cắt đứt. Cả máy bay và phi công đều không bao giờ được nhìn thấy lần nữa. Mọi người rất muốn tìm hiểu những thông tin mật liên quan đến những vụ mất tích bí ẩn này hiện đang được cất giữ trong kho lưu trữ của quân đội chính phủ. Việc công khai những thông tin này có lẽ là điều khó xảy ra, vì những báo cáo này có thể đưa ra bằng chứng về trí thông minh ngoài trái đất mà công chúng chưa sẵn sàng tiếp nhận. Văn bản cổ. Tác giả và nhà nghiên cứu người Thụy Sĩ Erich von Däniken đã thu hút sự chú ý của công chúng bằng những cách giải thích triệt để về các văn bản cổ. Cuốn sách Xe ngựa của các vị thần của ông ngay lập tức trở thành sách bán chạy nhất. Ông trích dẫn lời của nhà tiên tri Ezekiel, người đã mô tả một cỗ máy ồn ào có bánh xe và cánh. Lý thuyết của ông là tổ tiên xa xưa của chúng ta chắc chắn đã gặp người ngoài hành tinh. Và những cuộc gặp gỡ này tuyệt vời đến mức họ nhầm người ngoài hành tinh với các vị thần. Nhiều văn bản khác đã được nghiên cứu từ quan điểm này. Lịch sử của một số quốc gia cổ đại cũng kể những câu chuyện tương tự. Ví dụ, những câu chuyện từ nền văn minh cổ đại Mesopotamia kể về nhiều vị thần du hành trên cỗ máy phát ra khói, lửa và tiếng ồn. Nhiều nhà nghiên cứu coi những đoạn trích từ sử thi Mahabharata của Ấn Độ ghi chép thuyết phục nhất về những cuộc gặp gỡ với những người ngoài hành tinh trong các văn bản cổ. Ví dụ, câu chuyện về sự tàn phá của 3 thành phố trên trời. Thần Shiva cưỡi cỗ xe tuyệt đẹp được làm từ tất cả sức mạnh của thiên đường này đang chuẩn bị cho sự hủy diệt của 3 thành phố. Khi 3 thành phố cùng tụ lại trong bầu trời, thần Mahadeva đã đâm thủng chúng bằng một ngọn giáo 3 đầu khủng khiếp của mình. Người Danava không thể nhìn vào ngọn giáo, được lấy cảm hứng từ ngọn lửa Yuga và được sáng tạo bởi Vishnu và Soma. Các giả thuyết cho rằng đây chỉ đơn giản là những câu chuyện ẩn dụ đòi hỏi sự giải thích mang tính biểu tượng đã bị Däniken và những người ủng hộ ông bác bỏ. Họ tin rằng người nào chỉ nhìn thấy những biểu tượng trong câu chuyện này thì không biết được toàn bộ câu chuyện. Khu vực 51. Có những căn cứ quân sự bí mật của Mỹ dành cho việc nghiên cứu người ngoài hành tinh và những hiện tượng không giải thích được trên trái đất.
Nổi tiếng nhất trong số này là khu vực 51, một khu vực hẻo lánh của căn cứ không quân Edwards trên sa mạc Nevada. Đây là một trong những căn cứ quân sự nổi tiếng nhất thế giới và là khu vực rất hạn chế. Vào khu phức hợp này mà không có giấy phép là việc gần như không thể. Yếu tố bí mật cao xung quanh căn cứ đã khiến nó trở thành chủ đề thường xuyên của các thuyết âm mưu và là trụ cột của văn hóa dân gian về UFO. Mục đích thực sự của nó là gì vẫn chưa ai biết. Các chương trình tuyệt mật của họ được cho là bao gồm việc thử nghiệm máy bay, công nghệ hàng không mới và hệ thống vũ khí. Mối liên hệ với nghiên cứu hàng không bí mật và một loạt hiện tượng kỳ lạ đã đưa khu vực 51 trở thành trung tâm của nhiều thuyết âm mưu khác nhau, đã buộc CIA lần đầu tiên công khai thừa nhận sự tồn tại của khu vực 51 sau yêu cầu của đạo luật tự do thông tin được đệ trình vào năm 2005. In response to a Freedom of Information Act request filed in 2005. Các hoạt động bất thường được cho là do khu vực 51 tiến hành bao gồm lưu trữ, thử nghiệm và đổi chiều thiết kế của các tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh, cũng như nghiên cứu các dạng sống được tìm thấy trong các con tàu này. Những giả tưởng kỳ lạ. Vô số nhà nghiên cứu bị mê hoặc bởi việc phát hiện ra những hiện vật kỳ lạ, một số trong đó được cho là có mối liên hệ nào đó với sự hiện diện trên trái đất của sinh vật ngoài trái đất. Một trong những hiện vật gây tranh cãi nhất là cái gọi là cỗ máy Antikythera được phát hiện trong một vụ đám tàu ngoài khơi đảo Antikythera của Hy Lạp vào năm 1900. Người ta tin rằng nó có niên đại từ năm 150 đến năm 250 trước công nguyên. Tuy nhiên, những bánh răng vi sai, giống như những cấu trúc được tìm thấy, đã không được sử dụng cho đến thế kỷ 16, và sự phức tạp của công nghệ này chỉ được nhìn thấy vào cuối thế kỷ 18. Tôi thường được hỏi là tại sao chỉ có một chiếc, và tôi nghĩ câu trả lời là có lẽ có rất nhiều, nhưng chúng ta thật may mắn là chiếc này đã bị lạc trong vùng nước sâu, ngoài khu vực nhặt nhạnh của những người nhặt phế liệu. Một bí ẩn lớn hơn nữa là cột sắt Delhi, Ấn Độ. Không thể chối cãi rằng nó không phải là giả mạo, nó đã tồn tại trong khu phức hợp Quýt hơn 1.600 năm. Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc là nó không hề có dấu hiệu gì xét. Làm thế nào mà tổ tiên chúng ta có thể tạo ra một loại vật liệu mà ngày nay để làm được điều đó cần có công nghệ đặc biệt? Và vào năm 1959, một đoàn thám hiểm cổ sinh vật học đã phát hiện ra điều kỳ lạ ở sa mạc Gobi. Họ tìm thấy một dấu chân có niên đại hàng triệu năm, giống hệt như dấu chân mà các nhà phi hành gia Mỹ để lại trên mặt trăng. Những phát hiện tương tự đang xảy ra trên khắp thế giới. Các nhà khoa học thường tìm ra lời giải thích hợp lý, nhưng trong nhiều trường hợp, dường như những khám phá này không thể giải thích được một cách hợp lý. Vòng tròn đồng ruộng. Vòng tròn đồng ruộng là một hiện tượng nổi tiếng. Một số nhà nghiên cứu khẳng định rằng vòng tròn trên đồng ruộng là nỗ lực của người ngoài hành tinh nhằm thiết lập mối liên hệ với con người. Lý thuyết này được hỗ trợ bởi các biểu hiện tư tính và tâm điện tử, sự dao động năng lượng và quan sát các vật thể bay phát sáng trong vùng lân cận của các vòng tròn này.
Có thể có một số lý do biện minh cho sự hoài nghi sau phát hiện rằng một số vòng tròn trên cánh đồng ở Anh thực ra là trò lừa bịp, tác phẩm của Doug Bower và Dave Chorley. Chúng ta có thể nghi ngờ một cách chính đáng những lý thuyết này dựa trên lời thú nhận của Doug Bower và Dave Chorley rằng một số vòng tròn trên cánh đồng của Anh là sự sáng tạo của họ. Tuy nhiên, người ta lập luận rằng chỉ có 80% các vòng tròn là do con người tạo ra. Thủy tinh ánh sáng khổng lồ, những quả cầu ánh sáng lơ lửng và những thứ khác mà chúng tôi không thể giải thích được ngoài hiện trường, nên tôi hoàn toàn cởi mở với thực tế rằng có thể có hoạt động của UFO. Nhà nghiên cứu người Anh Thomas Roy Dutton đã sử dụng thuật toán máy tính để phân tích hình ảnh nhìn từ trên không của các ký hiệu nông nghiệp này, và ông phát hiện ra rằng tất cả các vòng tròn chưa bao giờ được chứng minh là do con người tạo ra đều dựa trên cùng một mô hình toán học. Câu hỏi vẫn là 20% còn lại của tất cả các vòng tròn trên cánh đồng đến từ đâu? The question remains. Where did the remaining 20% of all crop circles come from? Close in cuộc chạm trán. Một khía cạnh quan trọng khác trong việc tìm kiếm bằng chứng về người ngoài hành tinh là nhiều cuộc chạm trán trực tiếp với họ. Những thứ này phong phú đến mức thuật ngữ người liên lạc đã được tạo ra và sử dụng cho những người tuyên bố rằng đã gặp những người ngoài hành tinh. Những người này thường tuyên bố rằng họ đã nhận được một thông điệp. Lời chứng của người liên lạc xuất hiện nhiều nhất là vào những năm 1950, mà một số người tin rằng có liên quan đến sự quan tâm của người ngoài hành tinh đối với việc con người sử dụng năng lượng hạt nhân. Ngoài những người liên lạc, còn có những người bị bắt cóc. Có lẽ vụ bắt cóc nổi tiếng nhất sau này đã được chuyển thể thành phim xảy ra vào ngày 5 tháng 11 năm 1975 ở Arizona, khi một nhóm thợ rừng đang trở về nhà sau một ngày làm việc trong rừng. Thậm chí đến giờ, tất cả họ vẫn khẳng định rằng họ đã chứng kiến một con tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh lơ lửng bất động trên không trung. Có một tia sáng chói mắt, và một trong số họ, Travis Walton, đã biến mất. Anh ấy đã mất tích được 5 ngày. Khi xuất hiện trở lại, anh nhớ lại những thí nghiệm đáng sợ trên con tàu của người ngoài hành tinh. Lời khai của anh không bao giờ bị bác bỏ bởi vì anh ấy đã thành công vượt qua bài kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối. Khi phân tích lời kể của những người cho rằng đã gặp hoặc bị người ngoài hành tinh bắt cóc, có những điểm tương đồng. Có cảnh nhìn thấy UFO, sau đó là một tia sáng cực mạnh và âm thanh tanh tách. Tiếp theo là những người tiếp xúc hoặc những người bị bắt cóc bị tê liệt, trong khi vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Không có bằng chứng chắc chắn nào cho thấy điều này đã từng xảy ra, tuy nhiên, giả sử nếu đúng xảy ra những sự kiện như vậy, thì thông tin đó cũng khó có thể được công bố với công chúng. Các dự án tuyệt mật. Một số quốc gia có ngân sách dành riêng cho các chương trình và dự án được giữ bí mật với công chúng. Và một số chương trình này đã được coi là bằng chứng về các hoạt động trên trái đất của sinh vật ngoài trái đất.
Một trong số đó là nhóm có tên Majestic 12 hay MJ-12, mật danh của một ủy ban bí mật được cho là gồm các nhà khoa học, lãnh đạo quân sự và quan chức chính phủ, được Tổng thống Harry S. Truman thành lập vào năm 1947 sau loạt vụ nhìn thấy UFO trên lãnh thổ Mỹ. Thậm chí ngày nay, MJ-12 vẫn còn là bí ẩn và là nguồn gốc của nhiều thuyết âm mưu. Nghe nói, tổ chức này đã biến thành một ủy ban cấp cao gồm các nhà khoa học và quan chức có thẩm quyền, thậm chí còn lớn hơn CIA, chỉ trực thuộc Tổng thống. MJ-12 có liên quan đến dự án Aquarius, một chương trình liên quan chặt chẽ đến hoạt động của UFO. Nó được đặt tên chính thức vào năm 1960, nhưng có nhiều suy đoán cho rằng nó được thành lập theo lệnh của Tổng thống Eisenhower vào năm 1954. Dự án chuyển từ phân loại bí mật sang phân loại tuyệt mật, rồi đến cấp độ phân loại cao nhất, tuyệt mật Orcon. Mục tiêu của dự án là thu thập tất cả những thông tin khoa học, công nghệ, y tế và truyền thông liên quan đến việc nhìn thấy và chạm trán với các dạng sống ngoài hành tinh chưa được xác định và xác định. Theo một số người tham gia dự án, thông tin này sau đó đã được sử dụng trong nghiên cứu công nghệ tiên tiến. Những tài liệu còn sót lại, tính xác thực của chúng không thể được chứng minh, cho thấy vào những năm 1970, MJ-12 còn được gọi là MJ-3, và vào năm 1976, những vật liệu mà họ phát hiện ra còn tiên tiến hơn chúng ta hàng nghìn năm. Hầu hết các dự án được phân loại cao này không quan tâm đến sự tồn tại thực sự của các dạng sống ngoài hành tinh, mà quan tâm đến câu hỏi làm thế nào khai thác được những cuộc gặp gỡ này để cải tiến công nghệ của chúng ta. Xác suất cao. Theo thống kê, mỗi ngôi sao đều có ít nhất một hành tinh quay quanh. Điều đó có nghĩa là riêng thiên hà của chúng ta phải chứa hơn 100 tỷ hành tinh. Hầu hết chúng ít nhất là có kích thước tương tự như trái đất. Về mặt logic, chúng ta có thể suy luận rằng khả năng hành tinh của chúng ta là hành tinh duy nhất có sự sống là rất nhỏ. Những tính toán gần đây đã làm tăng khả năng tồn tại các vùng có thể sinh sống được trong thiên hà của chúng ta, nghĩa là một số hành tinh, nhờ bầu khí quyển và khoảng cách với ngôi sao của chúng có tiềm năng hỗ trợ sự sống. Nếu xét đến thực tế sự sống xuất hiện một cách tự nhiên, ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt, thì ngay cả các nhà khoa học cũng phải đồng ý rằng chúng ta không thể đơn độc trong vũ trụ. Ước tính có khoảng 10 tỷ hành tinh giống trái đất. Ngoài giải ngân hà, cho đến nay có khoảng 500 thiên hà khác đã được phát hiện. Do đó, xác suất có sự sống bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta là không thể chối cãi. Khả năng tồn tại một nền văn minh phát triển như của chúng ta, hoặc thậm chí tiên tiến hơn, vẫn đang được thảo luận rộng rãi. Dựa trên những khám phá khác được tiết lộ trong tập phim này, chúng ta có thể tưởng tượng rằng khả năng này là rất cao. Trên thực tế, nhiều người sẽ nói rằng đó không còn là khả năng nữa, mà là điều chắc chắn. Sứ mệnh không gian. Tạm gác những câu chuyện khác nhau về máy bay biến mất sang một bên, chúng ta hãy xem xét các sứ mệnh không gian cụ thể. Một số phi hành gia kể lại rằng họ đã nhìn thấy những vật thể trong không gian có đặc điểm của máy bay được điều khiển.
Trong chương trình không gian Gemini 4 năm 1965, chuyến bay vào vũ trụ có người lái thứ hai của Mỹ, các phi hành gia James McDivitt và Ed White đã nhìn thấy một UFO. Trong khoảng một giờ, vật thể hình trụ theo kịp con tàu của họ. Những bức ảnh do các phi hành gia chụp đã được cơ quan kiểm soát phân tích, nhưng chúng chưa bao giờ được công bố chính thức. Các vật thể bay có nguồn gốc ngoài trái đất được cho là cũng đã được phi hành đoàn của Apollo 11 nhìn thấy vào năm 1971. Những vật thể này được đề cập trong bản ghi liên lạc giữa phi hành đoàn và trung tâm kiểm soát Houston. Buzz Aldrin, người thứ hai đặt chân lên mặt trăng, cho biết ông đã chứng kiến một vật thể không xác định trong chuyến bay. Tôi quan sát thấy ánh sáng ngoài cửa sổ, dường như nó đang di chuyển dọc theo chúng tôi, ông nói. Tuy nhiên, có nhiều cách giải thích về khả năng xảy ra điều này. Bằng chứng sâu hơn về sự tồn tại của các dạng sống ngoài hành tinh là lời kể của nhà du hành vũ trụ người Nga Vladimir Kovalyov, người đã dành 217 ngày trên trạm vũ trụ Salyut 6 từ năm 1977 đến năm 1982. Tôi đã nhìn thấy nhiều UFO trong không gian, ông nói. Người đàn ông 62 tuổi ngạc nhiên trước sự im lặng của đồng nghiệp. Tôi không hiểu khi các phi hành gia khác nói rằng họ không nhìn thấy điều gì bất thường trên quỹ đạo, ông nói, và nói thêm rằng ông đã nhìn thấy một số UFO với nhiều loại, hình dạng và kích cỡ khác nhau. UFO. Khi chúng ta đi sâu vào 10 tuyên bố đáng kinh ngạc nhất về bằng chứng cho thấy hành tinh của chúng ta đã được người ngoài hành tinh ghé thăm, chúng ta không thể bỏ qua hiện tượng UFO. Khi công nghệ tiếp tục phát triển, khả năng nhìn thấy bằng chứng về vật thể bay không xác định từ ngoài vũ trụ sẽ tăng lên. Năm 2015, chứng kiến một bước đột phá khi các tài liệu về việc quân đội nhìn thấy UFO được công bố rộng rãi. Cái gọi là sách xanh, mặc dù nó được coi chỉ là một phần nhỏ của tất cả dữ liệu trong kho lưu trữ của Mỹ, đã giải mã 130.000 trang tài liệu tuyệt mật trước đây. Đến nay, hầu hết các trường hợp đều được giải thích là các hiện tượng tự nhiên, nhưng 6% trong số các hiện tượng này vẫn được coi là một bí ẩn. Theo các nhà nghiên cứu UFO, đây là bằng chứng rõ ràng về sự hiện diện của người ngoài hành tinh trên trái đất. Trường hợp UFO gây tranh cãi nhất xảy ra vào năm 1947 tại Roswell, New Mexico. Vẫn còn nhiều đồn đoán rằng quân đội Mỹ đã phát hiện ra một con tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh bị rơi cùng với phi hành đoàn của nó. Lực lượng không quân Mỹ đã nhiều lần thay đổi phiên bản chính thức của vụ việc trong những năm tiếp theo. Có câu chuyện kể rằng một khinh khí cầu thời tiết đã bị rơi tại địa điểm này. Cho đến nay, vẫn còn rất nhiều thuyết âm mưu về UFO, và các nhà nghiên cứu UFO tin rằng đây là vụ che đậy quân sự lớn nhất trong lịch sử. Các nhà nghiên cứu UFO cũng coi dự án tiết lộ, dự án Disclosure, hiện do giáo sư Stephen Greer đứng đầu, là bằng chứng không thể chối cãi. Giáo sư Greer đã thu thập hơn 500 lời khai của các cựu nhân viên quân đội, chính phủ và tình báo. Nội dung của những tuyên bố này dường như chứng minh sự tồn tại của những cuộc chạm trán với công nghệ ngoài trái đất. Or
Chúng tôi đang theo dõi UFO trên radar ở độ cao khoảng hơn 24.000 mét, mất khoảng 10 phút và từ từ hạ xuống cho đến khi nó ra khỏi radar và biến mất trong 5-10 phút. Và sau đó ngay lập tức xuất hiện trở lại ở độ cao hơn 24.000 mét.